Rồi, xin chào các bạn, mình là ProVN và hôm nay mình đem cho các bạn một sản phẩm rất hay dành cho iMac. Đó là một sản phẩm từ Unitech USB 3.0. Cái hub này thì là nó là một cái bộ cổng USB 3.0. Cái này thì là mình mua trên Lazada và nó khoảng trên 450. Với cái này thì nó rất rẻ nhưng mà rất đẹp. Thì đây là ngoài hộp. Nó có thể chuyển dữ liệu lên tới 5 gigabit này. 5 gigabit trên dây, có USB 3.0, có thể thích hợp với USB 2.0 hoặc 1.1, có thể dùng bằng cách cắm vào một phát là xong luôn. Thích hợp với máy in, máy scan, chuột, bàn phím và USB cộng cầu ổ cứng nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong sản phẩm. Và cái biển sản phẩm rất là đẹp. Khi mở ra thì ta sẽ có sản phẩm chính. Đây chính là cái sản phẩm của Unitech. Bên dưới sản phẩm ta sẽ có một đầu dây USB 3.0 sang USB Type-A. Một cái cạc nói rằng là nó cảm ơn đã mua cái sản phẩm này. Thế là tất cả những gì ta có trong hộp. Ok, và đây là sản phẩm của Unitech. Mình rất ngạc nhiên với cái tầm giá này mà chất lượng của nó rất tốt. Nó có phông màu giống hệt cho iMac hoặc là MacBook, là phông màu bạc và trắng. Thì ở cạnh góc phải bên dưới thì là ta có một cái logo Unitech và có 4 cái cổng USB 3.0 đặt nằm ngang. Ở hầu hết ở đây thì là làm bằng nhôm khá tốt và phần dưới thì làm bằng nhựa. Đặc biệt thêm cái này còn có cả một cái tấm màu đen. Nếu các bạn không biết nó là gì thì là nó là một cái tấm chống trơn trượt. Ở hai bên cạnh thì là nó có hai cái vòng sắt được khắc theo cái hình rất tròn. Ở sau đít nó thì có một cái cổng USB Type-A để có thể gắn vào máy tính. Gắn vào máy tính thì rất đơn giản, chỉ việc lấy dây cắm vào cái ổ ở sau đít kia và sau đó cắm một cái máy tính của các bạn là xong. Các bạn có thể lập tức cắm các cái thiết bị của các bạn vào ổ. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn có thắc mắc gì về video này, hãy vui lòng comment ở bên dưới và link cũng sẽ được ghi ở bên dưới luôn. Rồi, vậy thì nếu các bạn thích video của mình, hãy like, share và subscribe cho kênh mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.